chứ mà người ta chửi thầy á. Bỏ sát khỏe nha. Ok, đủ nha, sát khỏe này. Đắp ly quỳnh thường mà nó ly quỳnh nó lạnh quá nó cũng còn chảy luôn đó các bạn. Màu này solid 209. Nó khô lẹ lắm các bạn. Mình phải làm nhanh tay ha. Nói chung làm đeo á có muôn muôn ngàn à, cái hoàn cảnh đó các bạn ơi, nhiều khi mình đâu muốn làm cho nó clip đâu. Mà cả nó clip thì chịu thôi sao giờ ha. Nhiều khi mình nó clip mình cũng không hiểu sao nó clip luôn. Chắc bạn bữa nó đi làm chưa thắp nhang. Bây giờ mới nói các bạn, nhiều khi mình thành công mình nhờ hương khói thôi nha. Ngày thì đi làm thắp nhang tới 7 lần rồi. Ngày xưa em cũng một lần cố chấp. Học lớp của Phong về đắp bột màu rất nhanh, deep ombre ok, marble cũng ok luôn, tự tin. À, vậy mới được chứ. Xong Quỳnh này là ở bên lớp Canada cũng về sớm không, nhưng mà thể hiện rất là tốt tại vì chuyến bay nó sớm, mình phải về sớm. Nhưng mà Phong nhớ rồi, cái ngày cuối cùng làm marble đẹp ha. Mới chỉ cho chút xíu mà làm marble đã đẹp rồi ha. Chứ mà chỉ nhiều một hồi làm xấu quá rồi. Tại chỉ nhiều quá nhức đầu quá, cái đó hồi làm bị loạn lên nhức đầu quá, nó làm xấu quá luôn. Ok thôi bây giờ mình quay lại cái bài học của mình nha. Mình quay lại cái bài học của mình, nãy giờ mình hơi bị miên man chút xíu. Ok bây giờ lấy cái cục bột lên ha. Đây nhìn cái nước nè. Lấy cục bột ha. Thả cục bột cho nó tròn khỏe nè. Đẩy nó lên hai bên cái góc nè. Chùi cọ lấy nước dặm giấy nè. Dùng cái mũi cọ đẩy sát lên khỏe. Khi mà khỏe nó đầy đủ bột nó bắt đầu nhúc nhẹ. Cái bột gì mà nó quá là dễ đắp, không thích một chút xíu nào hết. Bột chi sầu đắp không ra gì hết. Chỉ có vô không à. Chỉ có vô chứ không có ra. Bột chi sầu đắp sợ lắm các bạn ơi. Sợ mốt không có để đắp nữa chắc buồn lắm. Buồn chết luôn á. Lấy thêm chút xíu bột đi. Thả ngay đây đắp cái mu cho nó dày dày lên chút. Đây là cây cọ size số 12 nha các bạn. Rất là lực. Ok. Chuyện sư rủi đâu ai muốn. Buffet. Thầy chỉ giọng cười của thầy với hả? Giọng cười của thầy là giọng cười trời ban mà sao thầy chỉ được em? Giờ em muốn cười giống thầy em, bây giờ em tưởng tượng nha. Em biết cái nụ cười mà rơi nước mắt á, em biết không? Thầy vừa cười mà thầy vừa khóc trong lòng á. Thầy chỉ mấy em mà live stream chỉ mấy em làm nail mấy năm trời, bây giờ mấy em nói dù có sao mà văng móng là thầy muốn khóc luôn á. Cái đó là cười mà trong lòng, gọi là khóc trong lòng mà ngoài phải cười á, nó gọi là trong héo ngoài tươi á, biết không? Có biết không? Nhiều khi tính giải nghệ rồi mà giờ nghe em nói vậy chắc phải live stream tiếp quá. Cho nó sát cho chút khoe á. Dầm 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 nha. Mình dùng cái mũi cọ mình dầm dầm dầm. Học gì đừng học thầy cười nha bà con. Nữa em bắt phạm này. Em hư quá. Em bắt phạm hư quá. Nhiều khi mình tưởng các bạn biết làm nail hết rồi chứ. Các bạn nói ra một cái là biết. Nghe các bạn nói cái là chỉ muốn làm thơ thôi. Còn trời còn đất còn mây, chúng sanh còn khổ, thầy còn live stream. Mấy em cứ chọc cái miệng thầy làm thơ không à. Thầy đã không muốn làm thơ rồi mà mấy em cứ chọc cái miệng của thầy không à. Mình đắp bột cho nó sát sát thêm chút xíu nha.
mình đắp bột sát lên, sát lên cho nó sát khóe chút xíu, nhưng mà đừng có chèn lên cái móng nha. Còn khách mà muốn mà đi lâu mà nó không bị hở ra đó, nói khách đi lâu mà không hở đắp thẳng lên trên đây luôn nè. Đắp lên trên đây bảo đảm 2 tháng sau móng nó mọc dè xuống dưới đây là vừa hả. Còn muốn mà làm một bộ neo mà có chắn các bạn, mình cần phải có một cái đầu vũ nhỏ nha. Đầu vũ nhỏ mình vũ nó không có bị cắt tay khách, mà mình vũ mình dẻ thôi nha, mình đừng có vũ mạnh, vũ mạnh nó mất bột á, nó lòi cái đường cái space ra nó xấu. You like the color honey? Thầy lúc nào bán lại cho em bộ rau đi nha. Ok em, rau bây giờ người ta đâu gọi là rau đâu em, người ta gọi là xá lợi. Khi mà mình vũ mạnh mấy cái móng này mình là có nhấc cái đầu vũ lên nha, mình phải cái tay trụ của mình nó phải cứng ha, cái tay trụ của mình nó phải cứng ha, cái tay cầm cái đầu vũ, cái cây vũ, cái mặt cái tay vũ nè, tay vũ mình cứng, mình đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại ha. Hello anh Phong, hello Lộc Lá nha, how are you? Các bạn thấy không, mình lê cái đầu dũa, mình không có nhấc cái đầu dũa lên, thấy chưa? Một cái móng như vậy mình dũa tầm khoảng 15-20 giây là ok. Dũa mình không có nhấc cái đầu dũa lên, thấy không? Càng ra ngoài bao nhiêu thì mình càng nhấc cái móng của mình lên bấy nhiêu ha, mình nhấc cái móng lên để mình vũa cái đầu móng. Mấy cái ngón này ngón cái mình phải vũa từ từ thôi nha, tại vì cái đường của cái cuticle của ngón cái á nó bự, nó dài á, mình vũa khả năng cao á mình dễ, rất là dễ bị chảy máu ha, mình vũa rất là nhẹ nhẹ ha, mình lướt lướt cái cây vũa thôi, không có đè nha. Càng ra ngoài mình càng nhấc nó lên, thấy không các bạn, thấy không, mình càng nhấc nó lên, nhấc cái đầu móng lên. Có nhiều bạn hỏi Phong tại sao gọi là cái đầu vũ thì phải là tại vì cái đầu vũ của mình muốn gọi gì mình gọi. Mình thích đầu vũ Hy Lạp mà mình nói đầu vũ huyền thoại Ấn Độ thì cũng kệ mình luôn. Thầy chạy bệnh gì xấu vậy, không chảy máu vậy? Tại vì thầy sợ tai họa đến với gia đình chúng tôi á, thầy không dám chạy cho nó chảy máu. Nhiều khi á xâm ham á không chạy á, các bạn biết không, nhiều khi cũng bị trượt hoàn cái khách cũng làm khách bị chảy máu nha, chứ không phải không. Mấy em thì vô mấy em mà số 7 không à, mấy em hỏi sao bữa nay thầy vũ không bị chảy máu, mấy em hỏi thầy hay là mấy em đang chù thầy à? Thầy đã bả là mấy em còn vô mấy em chù thầy nữa, bó tay mấy em luôn đó nha, ở trường nghiệp quật mấy em nha. Các em manh mông, mình vũa bên dưới trước nha, cái xếp này mình vũa bên dưới trước cho nó mỏng rồi mình hay vũa cái xếp, rồi mình đặt cái cây vũa mình vũa bên dưới trước ha. Nói chung mấy cái xếp này gặp everyday luôn, không ngắn không à. Bình thường cái móng này ở tiệm Phong lấy được có 50 à, của xếp 45 5 đồng tiền xếp lấy được 50 à. Thầy hát cho cười cái coi hả, giờ muốn hát bài gì, muốn hát bài gì, muốn hát nhạc chế hay hát nhạc tình yêu hay là muốn hát rap?
Nè muốn thầy giờ thầy hát bài gì thầy hát cho mấy em nghe. Dũng trường con anh đây đón đưa từng ngày trên chiếc Camry, với em dí ván là mơ tương lai là chờ. Đài Loan giàu có hơn anh, Hồng Kông giàu có hơn anh, tuy nó sống không có lương tâm nhưng lại nó có tiền. Dũng trường có giờ mình bóp ha. You want chrome on your nail? No chrome. You want design? No design. You want friendship? No. No diamond. Trời ơi. Uống thuốc lắc hay sao mà lắc dữ vậy trời. Pretty. This one you do chrome, it come out very pretty. No, no chrome. Thầy cố gắng thầy bắn nhát phát cuối mà nó cũng dính luôn mấy em ơi. Lắc không à. Uống thuốc lắc không à, từ sáng đến giờ lắc không. Rơm cũng lắc, giả phen cũng lắc, đi dai cũng lắc. Ồ sao bé không lắc. Dạ chào bác. Dạ chào bác. Cô sếp nha. Ngồi đó rồi anh sẽ thiết kế cho em nha. Ha 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 ha.